Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của ông Nguyễn Xuân Nam, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn DVB, nhà sáng lập thương hiệu Perfect L, nhà tài trợ vòng eo hoàn hảo và dinh dưỡng lành mạnh. Chiếm mọi spotlight. Perfect L Meal, bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh giúp bổ sung dinh dưỡng, xây dựng vóc dáng thon gọn. Perfect L Power, bổ sung năng lượng, tỉnh táo tức thì, tăng cường sức khỏe. Perfect L, thương hiệu hàng đầu về làm đẹp vóc dáng, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thế giới Việt Nam 2023 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh. Không 14. Huỳnh Trần Ý Nhi đến từ Bình Định. Perfect L vinh hạnh là nhà tài trợ cho cuộc thi Miss World Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.